Hello, xin chào mọi người nha. Một lần nữa ghé lại kênh channel của Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt tại thủ đô Kebute của Indonesia. Hôm nay mình cùng các bạn đi hơi xem xíu là đi lúc tặng bên Indo này để mình cùng các bạn review cách thức mà người Indonesia người ta sẽ đánh bắt tôm hùm giống như thế nào nha. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi ra ngồi những khu vực đảo nơi mà người dân người ta họ đang đánh bắt tôm hùm giống nha các bạn. Không dài dòng nữa, giờ chúng mình cùng các bạn đi review trải nghiệm thôi nha. Thưa các bạn, hiện tại là mình đã có mặt tại bến đò của thủ đô Kebute. Hiện tại là mình đang ở một cái tỉnh là người ta gọi là tỉnh Sodo Ulete. Nói chung là mình cũng chưa rành tiếng Indo chờ lắm các bạn. Mình cũng không biết cái một chuyến hành trình mình sẽ đạt kết quả như thế nào. Nhưng chuyến đi này mình cảm thấy rất là phấn khởi và hào hứng nha các bạn. Không biết kết quả là mình đi đến nước này có vào thời điểm mùa vụ của ngư dân, người ta đang làm tôm hùm nhiều hay không nha các bạn. Hiện tại thì thời tiết ở Indo nó cũng né né giống như khí hậu ở Việt Nam nha các bạn. Tháng này rất là nắng nóng đó các bạn. Trong khi quá trình di chuyển mình cũng giọng của mình hôm nay là hơi bị cảm á các bạn. Anh em xin nghe, xin thông cảm cho mình nha. Theo thông tin mình có tìm hiểu là ở khu vực này người ta đánh bắt tôm hùm giống 3 nghề nha các bạn. Hôm nay mình sẽ review từng nghề cho các bạn hiểu hơn, hiểu thêm một chút ít về cái cách thức mà người Indo người ta đánh bắt tôm hùm giống từng người một như thế nào, và thử cái cung cách của người ta làm như là ở nước mình đó, coi thử nó có giống nhau hoàn toàn hay là khác biệt nha các bạn. Giờ thì chúng mình chuẩn bị cập cảng nha các bạn, để mình lên cái hòn đảo này. Nó giống tương tự như đảo Palawan của Malaysia các bạn. Xíu nữa mình lên, nếu mà còn sớm thì mình sẽ đi một vòng review đảo cho các bạn xem luôn. Và vừa mình coi lâu lâu mình có dịp đi mình tham quan luôn các bạn. Không biết là đảo này có đẹp không bằng Palawan của Mã Lai không các bạn. Thủ đô Kebute ghé tới cảng mất hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ các bạn. Sau một quá trình ngồi trên đò 1 tiếng rưỡi đồng hồ, giờ chúng mình cập cảng rồi. Giờ bước lên cảng để mình review cái cảng này rộng như thế nào. Hình như theo thông tin mình có tìm hiểu là cái cảng này rộng được tầm khoảng 18-19 km nha các bạn. Cũng khá là rộng các bạn ạ. Cũng ngang ngửa với một huyện của nước ta các bạn. Hiện tại là bây giờ mình tiếp tục di chuyển vào cảng. Trên đường đi xe máy video có hơi rung lắc, anh em thông cảm nha. Tại vì mình cũng người dân lạ, mình theo được ông anh giới thiệu, còn anh này ảnh chở mình đi. Nói chung là cái ngôn ngữ ở Indo là mình cũng chưa tìm hiểu được nhiều lắm các bạn. Mình biết chút ít vậy thôi, cách xưng hô chào hỏi vậy thôi, chứ giờ còn giao tiếp thì hoàn toàn là mình có thể là chưa nắm rõ được các bạn ơi. Hòn đảo này mang tên là Yisebatanin, thuộc vùng Majanon của Indonesia nha các bạn. Chúng mình đi một quãng đường đi khá sâu vào trong khu vực lãnh địa của cái đảo này nha các bạn. Nãy hỏi câu hỏi ông anh bên nước này, ông trả lời là mình đi khoảng tầm 7 đến 8 km nữa là tới khu vực một bến đò tiếp. Rồi mình sẽ dừng chân nghỉ lại tại cái bến đò đó buổi chiều nay. Chúng mình cũng làm một cái lý trình chuẩn bị đi ra những cái vùng bì nuôi tôm, vùng bì mà người ta để chuẩn bị đánh bắt tôm hùm, người ta thể nghe nói là người ta thể vũ rồi thể bê rồi trong đèn, rồi nói chung là cũng khá là đa dạng. Để tối nay mình cùng các bạn cùng nhau đi trải nghiệm vào ban đêm nha các bạn. Tại hiện tại là theo thông tin được cho biết là đánh bắt tôm hùm hiệu quả, đạt hiệu quả nhất là vào tầm khoảng 7 giờ chiều cho đến 4 giờ sáng ngày mai.
người ta lúc đó người ta làm kẻ đêm luôn, rồi mình cũng có dịp để mình tới cận cảnh mình quay đánh bắt như thế nào, rồi người ta sẽ bắt tôm như thế nào, coi thử giống như những cái video mình quay ở Việt Nam hay không nha các bạn nha. Nãy giờ dọc đường mình quan sát kiến trúc nhà ở đảo này cũng khá là hiện đại nha các bạn, cũng không có đến nỗi nào là kêu bằng khu vực ngoài. Nói chung là kiến trúc của họ không khác gì ở đất liền các bạn, đầy đủ tiện nghi luôn các bạn. Riêng điện đài là xíu nữa mình vào một cái nhà dân để mình review thử điện, người ta xài điện của hệ thống năng lượng mặt trời hay là hệ thống điện gì đó, để xíu nữa mình tìm hiểu rồi mình nói thêm cho các bạn và anh em cùng được biết nha. Mình đã có mặt tại cái bến đò thứ hai để chuẩn bị tối nay mình sẽ xuất phát từ bến đò này, mình ra mình review cách bắt tôm hùm của bà cô ngư dân ở đảo này. Nói chung là phong cảnh này cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn, hiện tại mình đã có mặt trên một chiếc ngư tàu của ngư dân Indo. Ở đây là bộ đồ nghề tối nay mình sẽ đi đánh bắt tôm hùm này các bạn. Đây là cái người thẻ những cái chiếc bông tự chế bằng bao cạc nông, rồi người ta sẽ thẻ xuống biển rồi người ta bắt tôm hùm nha các bạn. Để bây giờ mình cùng ngư dân chuẩn bị đi ra khơi ra những cái hòn đảo nhỏ nhỏ ngồi kia bắt tôm hùm nha. Hiện tại bây giờ là đã 5 giờ rưỡi chiều các bạn, 5 giờ rưỡi chiều tối rồi. Cũng mình cũng nghe nói là cũng gần tới nơi chuẩn bị là mình thẻ những cái chiếc bông như thế này xuống biển nè. Anh em mình thẻ, nói chung là để coi thử cung cách của đây. Đây anh em, đây là cung cách của các anh này chuẩn bị thẻ để mình review. Tại vì ở ngoài biển hôm nay thời tiết cũng không có được lén các bạn, video rung lắc quá, mình 50 mấy mình quay cũng không có vững được các bạn, rung lắc là anh em thông cảm nha. Đó, người ta thẻ như thế này các bạn, người ta thẻ một lần mười mấy hai chục đồng như vậy các bạn. Giờ này tầm khoảng là 10 giờ đêm các bạn. Giờ hai anh ngư dân này bây giờ kéo những chiếc bông chè lên các bạn để mình review cận cảnh luôn, coi thử cái chuyến biển lần này có đạt hiệu quả nhiều các bạn. Đây bạn, nó đang lên một miếng nha. Một chiếc thuyền ngư dân như thế này là đánh một đêm lần như vậy kéo tầm khoảng 15 đến 20 miếng như thế này nha các bạn. Để mình quay cận cảnh cho anh em coi nè, coi thử có nhiều hay không nha các bạn. Anh em đang bơi ra, có thể là nó nằm ở trong những cái kỹ bông chè như đây, hoặc là nó đu ngoài lứ, rồi khi mình banh xong rồi mấy anh em sẽ vũ, có con nào nó sẽ rớt xuống cái miếng lưới lót ở dưới các bạn. Đó thấy các bạn, đây được một con đấy các bạn. Đây để mình review cận cảnh đây các bạn. Đây là một con tôm hùm giống tôm hùm bông ấy nha các bạn. Ồ, màu rất là trắng trinh luôn các bạn, trong suốt luôn, rất là đẹp các bạn. Mình quay cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đây là một cái con tôm hùm giống nha các bạn, tôm hùm cùng non á. Theo như địa phương mình kêu bằng tôm hùm mới đẻ các bạn. Còn cũng rất là nhiều nha các bạn ơi, anh em cố gắng tìm kiếm kỹ hơn, tại vì mới kéo lên là nó cái con tôm này rất là khó quan sát các bạn, nhưng mà phải kiểm tra cho kỹ. Có khi là một cái đồng chè gì là lên, theo như mình có hỏi là có khi là được mấy trăm con nha các bạn, khoảng tầm 200 đến 300 con một miếng chè như thế này. Đây các bạn, nói chung là nó rất là khó quan sát các bạn, mắt cho tinh, anh em nhìn cho rất là kỹ mới phát hiện được nó, tại vì cái độ trong suốt của nó với lại cộng với lại nó cực kỳ là nhỏ nữa, rất là khó thấy. Hiện tại là ánh đèn của các ngư dân lại xài bằng bình ắc quy nhưng không phải xài bằng máy nổ để đủ ánh sáng, nói chung là rất là mờ các bạn. Nói khi rủ ra là có khi mình không thấy, mình đi quay đi lại mình đạp túng nó luôn các bạn. Thưa các bạn, nãy giờ sơ là bắt bỏ vô chiếc xô là kẻ 10 đến 15 con tôm rồi đấy. Cứ tiếp tục như vậy nữa là mình cứ vũ rồi nó có là sẽ rớt ra.
tại vì nó ở trong những cái kẹt hốc kia khó quan sát lắm các bạn à. Nên người ta cứ dụ đi dụ lại rất là nhiều lần các bạn. Đây thêm hai con nữa nè các bạn. Thấy vậy dụ đi dụ lại nó có hoài các bạn ơi. Thì ngư dân người ta nói một miếng như thế này tầm khoảng 2 đến 300 con, mà nãy giờ chắc cũng được 20 mấy con rồi các bạn. Đây một con nữa các bạn. Mình hy vọng rằng tối đêm nay mình review có một kết vẽ rất là nhiều tôm để mình review cho anh em xem nha. Chào các bạn nha, hôm nay là đêm thứ hai mình có mặt tại vùng đảo này. Hôm nay mình sẽ review thêm một nghề nữa. Hôm trước là mình review cách mà người ta đánh bắt bằng vũ. Hôm nay người ta sẽ không làm cách đó nữa, mà người ta sẽ dùng bằng những chiếc lưới để người ta bỏ xuống biển, rồi người ta dùng ánh đèn người ta trông. Đây bạn, trước mắt mình là hiện tại là đây là những chiếc lưới đây các bạn. Đó, cùng cách rất là khác các bạn ơi. Nghề đây đánh bắt tôm hùm là nghề thứ hai nha các bạn.